Chào mừng quý thính giả yêu quý của Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự lựa chọn và đồng hành của các bạn. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị mỗi buổi tối hàng ngày. Hôm nay Kim Lê lại tiếp tục sưu tầm được một số chuyện ngắn xoay quanh chủ đề vợ chồng và người thứ ba. Những chuyện ngắn rất ngắn thôi, nhưng mà cũng để lại cho người đọc và người nghe rất nhiều điều đáng phải suy ngẫm. Bây giờ chúng ta cùng nghe nhé. Câu chuyện thứ nhất, người đàn ông trách nhiệm. Tôi là Vĩ, 31 tuổi. Tôi thành đạt khi còn khá trẻ. Tôi tốt nghiệp đại học ngoại thương, học lên thạc sĩ kinh tế. 27 tuổi tôi đã trở thành CEO của một doanh nghiệp nhỏ. Tại đây thì tôi gặp nàng. Nàng hơn tôi 1 tuổi, đã ly hôn và có một cô con gái. Tôi chú ý đến nàng vì như bao người đàn ông khác, tôi thấy nàng là một người đàn bà hấp dẫn. Cái hấp dẫn của người đã đi qua đổ vỡ, đủ sự từng trải, hiểu biết và trở nên đằm thắm hơn khi trải qua một lần sinh nở. Hôm đó khi nàng đang loay hoay bê bình nước nặng 20 lít đặt lên cây nóng lạnh thì tôi đi ngang qua, vội vàng chạy lại đỡ. Chưa bao giờ tôi gần nàng đến thế. Mùi nước hoa của nàng xộc vào mũi tôi, nao nao. Sau này tôi đã đi khắp nơi để tìm kiếm mùi nước hoa này, chỉ để có cảm giác nàng đang ở cạnh tôi. Khi cùng bê bình nước lên, những ngón tay nàng khẽ chạm vào tay tôi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nàng lúng cuống cảm ơn tôi. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau. Mắt nàng sâu, nâu thẫm và buồn. Đôi lúc đi ngang qua khu vực nàng làm việc, tôi thường thấy nàng lặng lẽ ngồi đọc sách khi rảnh rỗi. Có lúc lại thấy nàng hí hoáy vẽ tranh. Lúc lại thấy như là nàng đang viết gì đó lên tờ giấy ăn mỏng tang. Có lần tôi nhặt được một vài thứ trong số đó thì thấy nàng vẽ rất đẹp, và tờ giấy ăn là những bài thơ nàng thuộc rồi chép ra. Tôi có cảm giác người phụ nữ này sâu sắc, nhiều điều bí ẩn. Nhưng việc nàng đã từng có chồng và hiện có một đứa con là một rào cản rất lớn khiến cho tôi không muốn tiến lên. Tôi nghĩ với những gì mà tôi đang có, tôi có thể dễ dàng tìm cho mình một cơ hội khác tốt hơn. Phụ nữ xung quanh tôi không thiếu, họ luôn tìm cách ve vãn, tán tỉnh tôi. Tôi cũng nhận lời đi chơi, đi cà phê hay là xem phim với vài người trong số họ. Khi tàn cuộc, chẳng ai trong số họ để lại cho tôi ấn tượng gì. Nhưng nàng thì khác. Trong đám đông, nàng không phải là người sôi nổi, không hay nói hay cười. Tuy nhiên tôi không cho rằng nàng là típ người phụ nữ rụt rè. Trong các cuộc tranh luận, nàng thường là người kết thúc, bởi vì mỗi khi nàng nói gì đó thì lập tức thu hút được sự chú ý của người khác. Cuộc tranh luận lập tức dừng lại. Đôi lúc tôi kinh ngạc vì sự tư duy của cô gái này. Tại sao nàng lại làm ở đây? Một vị trí nhân viên hết sức bình thường. Tò mò làm cho tôi lần tìm profile của nàng. Cũng không có gì đặc biệt ấn tượng. Vậy mà tôi vẫn có cảm giác nàng cố che giấu điều gì đó. Một lần công ty tôi tổ chức team building. Nhờ đó mà tôi phát hiện ra nàng chơi tá lả cực siêu và hát karaoke cũng rất đỉnh. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau đó không lâu, một nhóm bạn chơi với nàng đều là nhân viên của tôi, rủ tôi đánh lẻ vì khen tôi tiểu lượng tốt và hát hò cũng hợp cả. Tôi mới biết còn hơn cả trí tưởng tượng của tôi, nàng còn có thể hút thuốc và đánh đàn guitar. Cô gái này làm cho tôi đặc biệt ấn tượng. Hôm đó chúng tôi say mềm, hát suốt trên đường về. Chưa bao giờ tôi vui như thế, hâm như thế, hết mình như thế. Tôi đã quên mất khoảng cách giữa sếp và nhân viên, để rồi sáng hôm sau đi làm nhìn nhau có chút ngượng ngùng. Gái một con, trông mòn con mắt. Các cụ đã đúc rút ra như thế thì cấm có sai. Ở nàng có cái gì đó mặn mà, hấp dẫn, khiến cho nhiều đàn ông trong công ty và đối tác muốn tán tỉnh nàng. Tôi cũng biết nhiều người ở vị trí rất cao trong các công ty thuộc đơn vị đối tác của chúng tôi thường xuyên gọi điện mời nàng cà phê. May làm sao nàng đều từ chối. Nhưng có một hôm, phía đối tác và công ty tôi tổ chức một buổi liên hoan. Nàng được đích danh tổng giám đốc bên họ mời phải có mặt. Để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên, tôi đã thuyết phục nàng đồng ý. Tiểu lượng của nàng cực kỳ khá, nhưng ông tổng giám đốc bên kia như là cố tình chuốc liên tục cho nàng. Vừa cụng ly vừa nói, em uống tốt thật đấy. Rồi để có thể hạ gục nàng
ông ta đã nghĩ ra một trò chơi. Với trò chơi này thì kiểu gì nàng cũng phải uống rất nhiều. Tôi ngồi mà lòng như lửa đốt. Là phụ nữ dù uống tốt đến mấy cũng không thể bì được với cánh đàn ông, mà việc tiếp khách gần như là hàng ngày. Đến lúc nàng gần như gục xuống thì tôi nghe thấy ông ta thì thầm: "Lát anh đưa em về nhé." Nàng không nói gì, loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh. Tôi đứng bật dậy và đi theo. Không ngờ cùng lúc có một người nữa cũng đứng lên đi theo. Nàng vào nhà vệ sinh để nôn. Vừa đi ra, tôi chưa kịp chạy lại thì người đàn ông kia đã đi tới và đỡ lấy nàng. Anh ta ở vị trí dưới tôi một bậc, là cấp trên trực tiếp của nàng. Bỗng dưng trong tôi trào lên cái cảm giác thật khó chịu. À, tôi quên không nói. Nàng tên là Đỗ Linh. Phía bên đối tác ăn uống no nê thì đòi đi hát karaoke. Tôi muốn đưa Đỗ Linh về, nhưng không được. Ông sếp, tổng, cứ sán lại bên nàng. Tôi buộc lòng phải kéo nàng lên taxi. Và nhân viên nữa cũng leo lên để đến quán hát. Trong đó có cậu sếp của Đỗ Linh. Cậu ta hơn Đỗ Linh 1 tuổi và đã có gia đình. Lên xe thì tôi ngồi phía đằng sau, ghế cuối cùng bên cạnh hai người nữa. Còn nàng ngồi ở ghế cạnh cậu sếp kia. Đỗ Linh ngồi nép vào cửa của ô tô, tránh sự đụng chạm với người đàn ông ở bên cạnh. Tôi hơi nhoài người lên phía trước để nói chuyện với lái xe. Tay tôi đặt cạnh mặt nàng. Bất ngờ Đỗ Linh tựa đầu vào tay tôi. Ở thế này gần như tay tôi ôm lấy một bên má của nàng. Đỗ Linh say, khẽ dụi mặt vào bàn tay tôi. Nếu tôi rụt tay lại là lập tức nàng sẽ đập đầu vào ô cửa kính. Thành ra suốt chặng đường dài gần 30 phút, tôi cứ phải ngồi nguyên như vậy không thể nhúc nhích. Cô gái ngồi cạnh tôi hỏi: "Anh Vĩ, sao anh cứ phải nhoài lên phía trước mãi thế? Không mỏi à?" Tôi chỉ trả lời: "Anh không thể." Cậu sếp của Đỗ Linh nhìn thấy nhưng lờ đi, không nói gì. Mãi gần đến nơi, tôi mới khẽ lay Đỗ Linh để nàng tỉnh dậy. Đêm hôm đó tôi cứ mường tượng lại cái làn da mịn màng của nàng, mùi nước hoa của nàng, không thể ngủ được, dù rượu đã ngấm sâu. Bằng một cách nào đó, chúng tôi dần dần trở thành bạn nhậu của nhau. Nhóm chúng tôi có 4 người: Đỗ Linh, Uyên, cậu sếp của Đỗ Linh và tôi. Tôi có thể thấy nàng uống nhiều như vậy chủ yếu là vì cô đơn, không phải vì nghiện rượu. Mỗi lần say, nàng đều chạy vào nhà vệ sinh mà khóc. Tôi đứng đợi ở ngoài cửa. Khi nàng ra ngoài thì tôi đỡ lấy nàng. Nàng gục đầu vào vai tôi tiếp tục khóc. Tôi không bao giờ hỏi nàng có chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không xác định nổi tình cảm của tôi dành cho nàng là gì. Chỉ biết rằng bất cứ khi nào nàng cần, tôi đều sẵn sàng gạt bỏ công việc mà có mặt. Vì nàng tôi đã bỏ rất nhiều cuộc họp quan trọng, xin nghỉ phép bất ngờ và đến muộn giờ làm, mặc dù tôi là người vốn cực kỳ nguyên tắc. Tôi không thể từ chối nàng, bởi tôi sợ nếu tôi từ chối nàng sẽ thất vọng. Ngày cuối tuần, chồng nàng đến đón con gái và hội 4 người chúng tôi lại gặp nhau. Đầu tiên chúng tôi sẽ đi nhậu, rồi tiếp đó là sẽ đi hát. Có hôm thì đi lên bar. Nhưng có một lần chúng tôi quyết định đi xem phim. Tôi đèo nàng bằng xe máy. Nàng ngồi đằng sau im lặng hồi lâu. Tôi đề nghị: "Đỗ Linh, em ôm anh được không?" Nàng hỏi lại: "Anh lạnh à?" Tôi bảo ừ. Thế là nàng ôm tôi rồi nói: "Em hát cho anh nghe nhé." Tôi lại bảo ừ. Nàng bắt đầu hát cho tôi nghe một bài hát của Trịnh Công Sơn. Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng. Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thanh thang. Ôi áo xưa lồng lộng đã xô giặt trời chiều, như từng cơn nước rộng xóa một ngày điều hưu. Nàng hát bằng một âm sắc trầm buồn chậm rãi. Tôi nhanh chóng bắt nhịp hát cùng với nàng. Và cứ thế, trên các tuyến phố, chúng tôi như một cặp tình nhân yêu đương thắm thiết, vừa đi vừa hát. Kỷ niệm ấy không thể nào quên nổi. Nàng hơn tuổi tôi, nhưng tôi vờ như không biết và lờ đi, gọi nàng bằng em, dưng anh, ngay sau khi nàng tiếp quản công việc của mình. Vì tôi là sếp nên em cũng chẳng phản ứng gì, nên chị đừng ngạc nhiên khi chúng tôi xưng hô như vậy. Hôm đó tôi thực sự rất vui. Có điều mãi sau này tôi mới biết, bài hát hôm đó nàng hát là để cho một người đàn ông khác, không phải chồng nàng, mà nàng đã đem lòng yêu. Gần Tết năm đó, nàng hẹn tôi ra quán cà phê.
kể cho tôi nghe về tình yêu của nàng dành cho người đàn ông kia. Đó là một người đã có gia đình. Họ vốn dĩ không thể đến được với nhau. Nàng cũng nói cảm ơn tôi vì đã ở bên cạnh nàng suốt thời gian dài, lúc nàng trống rỗng, cô đơn và tồi tệ nhất. Nhưng đã đến lúc nàng cần quay lại cuộc sống thật, trở lại mặt đất. Nàng quyết định sẽ quên đi mọi chuyện và quay về với chồng cũ. Gạt đi cái tôi, cái cá nhân để chăm lo cho con gái. Mong rằng tôi và nàng sẽ luôn là bạn tốt. Thời gian đó tôi bị sốc, tôi lao vào công việc, nhưng luôn né tránh gặp nàng. Khi nào có việc tôi thường liên hệ với sếp của nàng để trao đổi công việc. Gặp nhau thì tôi cũng cố gượng cười xã giao. Sau đó 2 tháng thì nàng xin nghỉ việc và biến mất khỏi cuộc đời tôi như một giấc mơ. Tôi lao vào nhiều cuộc tình chóng vánh sau đó để tìm cảm giác đã từng có. Cái đụng chạm, mùi nước hoa, phút bối rối, những giọt nước mắt và giọng hát trầm buồn ấy. Một năm rưỡi sau, vào một buổi chiều thứ sáu, ngày 29, tôi vẫn nhớ như in, nàng gọi điện cho tôi, muốn gặp tôi. Giọng nàng run run như đang khóc. Tôi chưa kịp chạy đến nơi hẹn, thì một trong số những cô gái tôi có quan hệ tình ái đã gửi cho tôi hình ảnh siêu âm. Cô ta có thai 2 tháng. Tôi không đến chỗ hẹn mà đi uống rượu. Tôi uống rất nhiều, thầm trách mình rất nhiều. Rốt cuộc tình cảm của tôi dành cho nàng là gì? Đỗ Linh, tôi nhớ em vô cùng. Tại sao năm đó tôi lại không tiến lên một bước? Tại sao không đủ can đảm nắm lấy tay nàng? Tôi còn ngần ngại điều gì? Có phải vì tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể gặp được một cô gái còn zin, chưa chồng, chưa con và hiểu tôi như nàng hay không? Tôi cứ chần chừ, nhiều lần tự lừa dối mình rằng tình cảm tôi dành cho nàng không phải là tình yêu. Thậm chí còn từng nói với nàng, tôi vẫn yêu người yêu cũ. Thực ra thì chỉ để trả đũa nàng, vì nàng không yêu tôi. Bây giờ thì mọi thứ kết thúc thật rồi. Tôi gửi thiệp mời đi khắp nơi, bao gồm cả nàng. Trước ngày cưới, bộ tứ huyền thoại ngày đó hẹn nhau đi nhậu. Tôi cứ nhìn nàng chằm chằm, còn nàng thì né tránh cái nhìn ấy, bối rối nhìn đến chỗ khác. Khác với ngày trước, vui hết cỡ, chơi hết mình. Hôm đó bầu không khí gượng gạo. Khi rượu bắt đầu ngấm, nàng hỏi tôi, anh có yêu vợ mình không? Ngập ngừng vài giây tôi trả lời, có. Nếu tôi trả lời không thì sao? Có thể thay đổi được hiện thực này không? Chắc chắn là không. Chẳng những thế, tôi đủ lý trí để hiểu rằng nó có thể đẩy sự việc đi xa hơn cái mà tôi đã hình dung. Đám cưới của tôi, nàng không có mặt. Tôi cứ tìm kiếm trong đám đông kia, nhưng chẳng thấy gì. Trong chớp mắt, tôi trở thành người đã có gia đình. Chớp mắt một cái nữa, tôi đã làm cha. Thời gian cứ trôi đi, cuộc sống dường như chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Ngoài việc nhìn thấy con gái lớn lên, mỗi ngày, tôi đã từng ước có thể gặp một người nào đó giống hệt như nàng. Cùng nhau chia sẻ cuộc sống, nàng sẽ sinh cho tôi đàn con, có đôi mắt màu nâu của nàng, có cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Đỗ Linh, sao tôi có thể nhớ em nhiều đến như vậy? Cứ tưởng rồi mọi thứ sẽ nguôi ngoai, nhưng ông trời luôn trêu ngươi. Tôi nghĩ thế. Khi con gái tôi đầy năm, thì tôi gặp lại Đỗ Linh. Nàng bây giờ đã không còn là bà mẹ đơn thân, lúng túng bê bình nước ngày nào, mà đã trở thành trưởng phòng kinh doanh, nhãn hàng dược phẩm chăm sóc tóc mà công ty tôi mới quyết định hợp tác phân phối. Số phận đưa đẩy chúng tôi phải thường xuyên gặp nhau. Lần này không còn là bạn nhậu, chúng tôi cùng trên một chiến tuyến để tấn công thị trường, có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Lúc này tôi mới biết Đỗ Linh thông minh đến mức nào. Tư duy của nàng đôi lúc làm tôi kinh ngạc. Nàng đã nhiều lần cứu doanh nghiệp của chúng tôi. Những bản thua trông thấy, nhờ vào cái đầu tỉnh táo, nhạy bén với thị trường. Có lần tôi hỏi nàng tại sao năm đó em lại đồng ý làm nhân viên quèn dưới quyền của anh. Nàng cười đáp, em thích sự yên ổn, mà cuộc đời không cho phép. Bây giờ em cần nhiều tiền để lo cho con. Bằng câu nói đó tôi hiểu rằng vợ chồng nàng không tái hợp như nàng từng chia sẻ, hoặc là họ đã quay về rồi lại chia tay. Tình cảm cố chôn vùi lại lớn lên từng ngày. Tôi bắt đầu trở nên bẩn ngắt khi về nhà. Trừ lúc đi chơi với con gái, vợ tôi làm gì tôi cũng nghĩ, nếu là nàng sẽ không cư xử như vậy. Còn lúc ngắm con gái nằm ngủ,
Tôi còn ước giá như đây là con của tôi và nàng. Tôi không yêu vợ tôi. Tôi quyết định lấy cô ấy là vì trách nhiệm một phần. Phần nữa tôi cũng muốn quên Đỗ Linh đi. Tôi cho rằng tình cảm tôi dành cho Đỗ Linh chỉ là thứ tình cảm tò mò, muốn khám phá. Đàn ông nào thấy phụ nữ bí ẩn cuốn hút như vậy mà không mềm lòng. Nhưng tiếp xúc nhiều rồi, tôi càng ngỡ ngàng với con người của Đỗ Linh. Nàng không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn nhân hậu. Tôi biết nàng thường xuyên tham gia vào các đội tình nguyện, nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo, rồi lên các vùng sâu vùng xa làm từ thiện. Tôi thường thấy Đỗ Linh lấp lánh niềm vui trong ánh mắt khi nàng giúp đỡ được người nào đó. Tôi không chỉ yêu, còn cảm phục cô gái này. Mong muốn gần gũi nàng tăng dần cho đến ngày cơ hội đến với tôi. Đó là một chuyến team building toàn công ty. Một chuyến team building với những vị thế hoàn toàn khác. Bởi lúc này Đỗ Linh đã không còn là nhân viên dưới quyền của tôi. Tôi cũng không còn là một chàng trai trẻ độc thân. Chẳng hiểu sao lần đi chơi đó, trong tôi đã vụt lên một suy nghĩ đê hèn là cặp bồ với nàng. Tôi không bỏ vợ, nhưng vẫn có thể lén lút đến với nhau. Vừa thỏa mãn được ham muốn của tôi mà chẳng mất gì cả. Chúng tôi chơi game, tôi cố tình sát đến gần nàng. Những trò chơi luôn bắt cặp với nàng, vừa đụng chạm vào nàng. Vẫn mùi nước hoa ấy, vẫn là làn da mịn màng. Giá mà tôi có thể tiến đến gần nàng hơn và sâu hơn. Đêm hôm đó chúng tôi chơi bài và uống rượu. Rất nhiều rượu. Quá nửa đêm mọi người đã say gần hết. Còn tôi nhờ uống cầm chừng mà vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa nàng về căn villa của nàng. Tôi dìu nàng ra xe điện, dốc nàng lên xe. Nàng tựa đầu vào vai tôi. Gió thổi mát lạnh. Tôi quàng tay ôm lấy nàng. Rồi xe điện dừng trước cửa căn villa nhỏ. Tôi lay nàng để lấy thẻ từ mở cửa. Bạn cùng phòng của nàng đã khóa say, ngủ gục ngay tại phòng chơi bài. Tôi bế tóc nàng lên giường, cởi dây cho nàng. Dưới ánh điện mờ mờ, mắt nàng đờ đẫn nhìn tôi. Rồi đột ngột, nàng kéo cổ tôi xuống và hôn tôi. Đầu tiên là nàng hôn tôi, sau đó là tôi hôn nàng. Bản năng của thằng đàn ông trỗi dậy. Tôi luồn tay vào áo ngực của nàng. Ngực nàng mềm và ấm. Nàng khẽ cựa mình trước cử chỉ đó của tôi. Toàn bộ cơ thể của tôi nóng bừng lên trước phản ứng của nàng. Đột nhiên nước mắt nàng nhòe đi dưới mi, từng giọt chảy dài. Tôi bừng tỉnh, đẩy mình ra khỏi nàng. Nàng bật ra một tiếng kêu khe khẽ, không rõ là tiếng khóc hay là tiếng thở dài đau đớn. Tôi kéo áo nàng xuống như cũ, đắp chăn cho nàng, lau nước mắt rồi rời khỏi phòng. Ký ức đêm hôm đó đã găm vào tâm trí tôi những xúc cảm khác thường. Trên đời này có những người sinh ra để ám ảnh cuộc đời của chúng ta, để chúng ta không thể nào có được sự thanh thản và hạnh phúc trọn vẹn. Sau này khi chúng tôi đã bắt đầu có tuổi, có lần tôi gặp nàng, tôi cũng nói thế và nàng cười bảo, chính vì có những người như thế xuất hiện trong đời chúng ta, khiến cho hạnh phúc của chúng ta không trọn vẹn, tâm trí của chúng ta không thanh thản, nên cuộc đời mà anh sống mới có nhiều ý nghĩa, nó không trôi tuột đi. Mà chẳng để lại gì như một cuốn tiểu thuyết dài vô vị. Tôi chợt nghĩ, đúng là nếu không có nàng, như một nốt nhạc vút cao lên trong cuộc đời của tôi và ngân dài mãi, thì đúng là tôi chẳng có một cơ hội để ngồi đây kể lại câu chuyện này. Tôi đã không phản bội vợ mình về thể xác. Trước đó, bây giờ và có lẽ cả sau này cũng vậy. Tôi cũng chưa bao giờ từng yêu cô ấy, hoặc ít ra nó chỉ là một dạng khác của tình yêu mà tôi không biết. Tôi chưa bao giờ ghen với vợ mình, chưa bao giờ sợ mất, chưa bao giờ có cái khát khao chạm vào. Nhưng có đôi lúc, vào ngày cuối tuần, khi đưa hai mẹ con cô ấy đi chơi, nhìn thấy cô ấy tíu tít chơi đùa cùng con gái, tôi cũng thấy có chút cảm động trong lòng. Vợ tôi có đẹp không? Cô ấy đẹp, trẻ trung, sôi nổi, có nụ cười rất tươi. Và quan trọng hơn cả là cô ấy yêu tôi. Tôi đã nghĩ như thế để an ủi rằng những điều mình đang có là những điều hết sức tuyệt vời và mình nên học lấy cách để trân trọng nó hơn. Cuối cùng giữa tôi và Đỗ Linh đã duy trì mối quan hệ bạn bè. Nàng chừng mực với tôi hơn sau cái đêm hôm đó. 2 năm sau thì nàng gặp một người đàn ông khác, một Việt kiều rất thành đạt, hấp dẫn và kết hôn sau đó không lâu. Những mơ tưởng về nàng dần dần tan biến trong tôi.
tôi quay trở lại cuộc sống của mình, dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Nhưng vẫn nao lòng khi nhìn thấy ai trên đường có vóc dáng tự tựa như Đỗ Linh. Có lần tôi đang ngủ say, giật nảy mình khi mùi nước hoa quen thuộc của Đỗ Linh xộc vào mũi tôi. Tôi tưởng nàng đang nằm cạnh tôi, nhưng hóa ra lại là vợ tôi, vừa mua một lọ nước hoa mới. Oái oăm thay, nó lại giống hệt mùi nước hoa mà Đỗ Linh đã từng dùng. Tôi đã nói dối vợ rằng, em đừng dùng mùi nước hoa này nữa, anh không thích chút nào. Ánh mắt của cô ấy thoáng buồn. Sau này có lần tôi vô tình đọc trộm nhật ký của vợ thì có dòng cô ấy viết. Chồng mình nói không thích mùi nước hoa này, nhưng mình biết là anh ấy đang nói dối. Người đàn ông này là bạn tôi. Chúng tôi tình cờ quen nhau khi anh mở nhà hàng. Và trong một lần tôi đến quán ăn thử món mì Đài Loan mới ra, được quảng cáo rất ngon, thì anh đã chủ động bắt chuyện với tôi. Ban đầu cũng chỉ là thấy tôi đi một mình, phong thái không vội vàng như những vị khách khác. Lại như đang suy nghĩ điều gì, anh tò mò hỏi han, cảm nhận về món mì. Tôi cũng thẳng thắn góp ý. Ấn tượng về lời góp ý của tôi nên anh đã xin tôi Facebook, rồi chủ động giữ kết nối. Anh nói tôi có những nhận xét sắc sảo về đồ ăn, rất giống với cô bạn Đỗ Linh kia. Vì Đỗ Linh rất thích ăn mì nên anh đã lên ý tưởng mở quán ăn chuyên về mì như bây giờ. V là người cởi mở. Tuy nhiên sau này tôi mới biết anh cô độc trong cuộc hôn nhân của chính mình. Lúc nào cũng ám ảnh về một hình bóng đã qua, về những điều đã thuộc về quá khứ. Khi viết cuốn sách này, tôi đã xin phép anh được kể lại câu chuyện này theo cách chân thực nhất. Xét một cách nào đó, anh chưa từng phản bội vợ mình. Nhưng vợ anh là người phụ nữ tôi cho rằng rất tuyệt vời. Có lần gặp tôi, cô ấy đã nói, thà rằng anh ấy cứ lên giường với cô ta, thà rằng anh ấy cứ cặp kè với cô ta, có lẽ em còn thấy dễ chịu hơn bây giờ. Bởi vì như thế này, em chẳng thể nào có lấy một cơ hội để cạnh tranh. Làm sao anh ấy biết được nhược điểm của cô ta khi không tiến thêm một bước nữa? Sống với một người chồng mà phần hồn cứ để ở chỗ khác thì rất bất hạnh, phải không chị? Tôi hỏi, vậy sao em không buông tay đi? Cô ấy thở dài, em thương con hơn. Hơn nữa, em cũng vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Tôi thầm nghĩ không biết người chồng kia có thấu hiểu nỗi lòng của vợ để quay về với cuộc sống thật của gia đình mình không? Câu chuyện tiếp theo, tình yêu rốt cuộc là gì? Tôi rất thích đọc truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Đến thời điểm này có lẽ là tác giả Việt Nam mà sách của ông tôi để gối đầu giường được. Tôi đọc tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp lần đầu vào năm lớp 9. Và thú thực, năm đó tôi quá trẻ để có thể hiểu, nên tôi thấy sợ khi đọc các tác phẩm của ông. Tôi thấy nó trần trụi quá, tàn khốc quá và khiến cho một đứa trẻ mới lớn như tôi không dám đối diện. Nhưng rồi sau này khi trưởng thành, tôi có dịp đọc đi đọc lại. Càng đọc càng thấy hay, càng đọc càng thấy nó sâu sắc và rất đời. Tôi rất thích cách ông dùng từ, cách nhấn nhá, những câu đơn tuyệt hay. Hầu như chuyện nào cũng xuất sắc. Nó giúp cho tôi có thêm cái nhìn đa chiều về cuộc sống, về con người. Khi thực hiện cuốn sách này, tôi chợt nhớ đến một đoạn mà ông viết trong truyện ngắn, Chuyện tình kể trong đêm mưa. Bà Kỳ Sinh hỏi, mày thì biết gì về tình yêu? Triệu Phú Đại thở dài, đó là một thứ tình cảm không lương thiện. Qua những câu chuyện ngoại tình, tôi không phủ nhận rằng mình đã nhen nhóm những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu. Mặc dù qua quá trình làm việc, tôi đã tự rèn luyện cho mình một tinh thần thép để không bị ảnh hưởng bởi hàng nghìn câu chuyện của hàng nghìn cuộc đời khác nhau. Tôi chưa từng khóc theo khách hàng, chưa từng cảm thấy quá đau khổ vì một cuộc đời của ai đó. Vì tôi có cách nghĩ, cách nhìn cuộc đời rất khác. Nhưng đúng là có những câu chuyện cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi luôn tự hỏi, có hay không, ranh giới giữa đúng và sai? Và sẽ thế nào nếu tôi là nhân vật chính? Liệu tôi có cư xử khôn ngoan và lý trí hơn không? Tôi không thể tự trả lời câu hỏi này. Tôi chỉ biết tình yêu là một thứ gì đó mà không thể dùng lý trí để mà can thiệp được. Chúng ta càng kháng cự, càng chống lại, thì nó lại càng lớn lên và làm cho chúng ta khổ sở. Nhưng vẫn là nhưng, tôi đã thử học cách nhìn vấn đề này theo một cách khác. Tôi cho rằng những tình huống đó, những nỗi khổ đó, những oan trái đó đã làm nên một bức tranh sống động về cuộc đời. Chúng ta không thể biết được hành động gì thì sẽ không phải nuối tiếc.
Chúng ta chỉ biết hiện thực này là thứ tồn tại duy nhất và chúng ta cần phải sống hết mình cho nó. Trong quá trình tư vấn, có rất nhiều lúc tôi muốn khuyên khách hàng buông tay. Bởi đôi khi buông tay không phải là đẩy chồng mình đến với người thứ ba, mà buông tay chính là để cuộc đời này tự sắp đặt mọi thứ theo đúng lẽ tự nhiên và mọi điều tự khắc sẽ tốt đẹp. Mối tình tay ba rất khó để đoán định là ai đúng ai sai. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Tại sao lại nên nung nỗi này? Tôi vẫn thường nói, nếu một ngôi nhà có nền móng vững chắc thì không một cơn bão nào có thể tấn công. Năm nào trời chẳng có bão, chúng ta cứ mất công mất sức đi đánh bão, dẹp bão mà quên mất rằng điều cần nhất của chúng ta là làm củng cố lại cái nền móng cho ngôi nhà của chúng ta. Khi đã cố gắng mà không thể, hãy buông tay. Điều này nói nghe thì dễ nhưng làm quả thực không dễ chút nào, nhất là với những người phụ nữ truyền thống. Vì sao vậy? Những người phụ nữ truyền thống, tôi luôn thích đi sâu vào lớp lang tâm lý của tuyết phụ nữ này để hiểu được nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là gì. Tại sao họ lại sợ ly hôn đến như vậy? Tại sao họ sẵn sàng cam chịu việc bị cắm sừng ngay trước mắt, cam chịu người chồng vũ phu chỉ để cố gắng giữ cho con có một gia đình hạnh phúc? Họ thường đưa ra lý do như vậy, cố gắng để giữ cho con có một gia đình hạnh phúc. Có điều tôi chưa bao giờ tin vào lý do này. Con cái chỉ là một phần của việc họ luôn tìm mọi cách để níu giữ hôn nhân. Còn những lý do sâu thẳm mà đến chính họ cũng không nhận ra, nó nằm ở cái cách họ được nuôi dưỡng và giáo dục. Họ bị bó buộc và kìm kẹp bởi lề thói phong kiến từ nghìn đời nay. Tôi thường quan sát những người phụ nữ này và nhận ra họ có rất nhiều điểm chung. Điểm chung lớn nhất là họ luôn muốn mọi người nhìn nhận họ như một chuẩn mực về đạo đức. Họ muốn mọi người phải ca ngợi và thán phục đức hy sinh của họ. Họ muốn cả thế giới phải nhận thấy được họ là những người phụ nữ tốt nhất và tuyệt vời nhất. Vì thế họ sợ họ làm sai. Bất luận vấn đề gì họ cũng sợ đưa ra quyết định. Khi còn nhỏ, họ học làng nhàng, không có thành tích gì nổi bật. Họ không thực sự đam mê điều gì, không thực sự thích cái gì quá mức. Với họ mọi thứ đều rất bình thường. Họ cố gắng để làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Luôn luôn như vậy, họ ưa chuộng sự giản dị, bởi lẽ đó cũng là một phần của thứ chuẩn mực kia. Họ giữ gìn trinh tiết đến tận ngày cưới, bởi họ được giáo dục, nếu như không còn trinh tiết, thì chồng và cả nhà chồng sẽ coi thường họ. Nói đến đây các bạn có thể hình dung chế độ phong kiến hàng nghìn năm đã đeo bám chúng ta đến thế nào, ám thị vào đầu chúng ta rất nhiều thứ, và cũng từ đó nó sinh ra một cái lò đào tạo những cô nàng chuẩn mực. Sáng ra họ dậy sớm, lo lắng cho các con ăn sáng và đi học. Họ cằn nhằn một câu gì đó rồi đi làm. Công việc của họ tẻ nhạt, họ không mưu cầu thăng tiến. Họ đến công ty vừa làm việc vừa buôn chuyện phiếm, rồi ăn vặt, cân nặng không ngừng tăng theo ngày tháng. Họ cũng quyết tâm ăn kiêng, nhưng chẳng tập luyện gì. Cuối cùng họ đành để thân hình của họ cứ ngày một phát tướng. Bởi lẽ họ cũng chẳng dành thời gian để tìm hiểu xem ăn thế nào thì tốt cho sức khỏe. Rồi họ trở về nhà, lại cắm mặt vào bếp núc, vào các con. Trong lúc các ông chồng đang gác chân lên xem tivi hoặc là hí hoáy nhắn tin cho cô bồ, họ lười tắm gội và ít khi dùng nước hoa. Chăm sóc da là cái gì đó thật phiền phức. Họ thường tự hào khoe là họ rất lười chăm sóc bản thân do họ quá bận rộn. Đôi khi họ cũng đi làm đẹp, nhưng thường lựa chọn những nơi có chi phí thấp để tiết kiệm. Họ đã quen như vậy rồi. Và bạn có thể dễ dàng tìm cho mình câu trả lời vì sao những người phụ nữ này lại sợ hai tiếng ly hôn đến thế. Họ sợ ly hôn là minh chứng cho sự thất bại trong cuộc đời họ. Họ sợ ly hôn như một cái tát vào những chuẩn mực đạo đức của họ. Họ sợ thừa nhận rằng bấy lâu nay sự tự hào kia đều là giả dối, nên khi phát hiện chồng ngoại tình, đa phần là tìm mọi cách để níu giữ cuộc hôn nhân này, dù là phải thỏa hiệp chấp nhận người thứ ba tồn tại song song. Chưa kể với cách sống như vậy, thu nhập của họ cũng không thể đủ để lo cho các con. Đôi khi là chính bản thân mình, vì bao nhiêu năm họ đã chấp nhận không nâng cấp giá trị bản thân, bằng lòng với công việc hành chính có mức lương dưới 10 triệu. Nên việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến mức sống rất nhiều. Họ cũng sợ ly hôn rồi thì cả đời này
sẽ chẳng ai thèm dòm ngó họ nữa. Chẳng thể tìm nổi được một người tử tế nữa. Vì bao năm, do chẳng chăm sóc bản thân, họ tự ti, soi gương còn thấy sợ, huống hồ gì là người khác. Nói đến đây, chắc các bạn sẽ nghĩ đến bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, từng làm mưa làm gió. Khuê trong bộ phim đó cũng là một típ phụ nữ truyền thống tôi vừa kể. Đã gặp được anh Bảo vừa đẹp trai vừa thành đạt lại trung tình. Nhưng Khuê trên phim, các bạn thấy rất xinh, có một vóc dáng vừa phải. Còn thực tế ở ngoài đời, chắc chắn chúng ta chẳng có một vòng eo như thế, một làn da như thế, những đường nét như thế. Để được như vậy, ắt hẳn diễn viên Hồng Diễm của chúng ta cũng phải chăm sóc bản thân mình rất tốt. Tôi vẫn nói trước khi yêu người khác nhất định phải học cách yêu chính mình. Nhất định phải học cách yêu từng giờ từng phút sống ở trên đời và đón nhận mọi biến cố như một lẽ đương nhiên. Nếu có một ngày nào đó người ta hết yêu mình, phản bội mình. Tôi không thích dùng từ phản bội trong bối cảnh này. Tôi cho rằng nó là sự không còn phù hợp nữa. Thì cũng phải dũng cảm đón nhận, nhìn nhận bằng thái độ tích cực. Vì đây là cơ hội vàng để soi lại và thay đổi bản thân mình tốt hơn. Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó. Khi hai người yêu nhau, họ bắt được sóng của nhau, thấy cái gì cũng hợp. Cái bất hợp lý thì dễ dàng bỏ qua. Nhưng hôn nhân thường đẩy hai người ra xa nhau hơn, bởi sự khác biệt chứ không phải là kéo lại gần nhau như chúng ta vẫn lầm tưởng. Nên để sống hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân là cả một sự cố gắng lớn đến từ hai phía để có thể thích nghi và hòa hợp lẫn nhau. Câu chuyện thứ ba, màu của nỗi đau bao giờ cũng đẹp. Lại là một câu chuyện khác khiến cho tôi ám ảnh và nhớ mãi. Xin phép được kể lại nhân một buổi trà chiều. Tôi có cơ hội gặp lại chị. Gặp lại đôi mắt nâu đẹp tuyệt vời của chị. Nghe chị nói chuyện và hòa mình vào câu chuyện ấy. Rất ít khi tôi may mắn được gặp một người phụ nữ thú vị nhường này, đẹp và hấp dẫn nhường này. Chỉ tiếc chị lại không hề có một cuộc sống viên mãn tròn đầy như lẽ đương nhiên phải thế. Chị ngồi vắt chéo chân với một người phụ nữ gần 40 tuổi nhưng vóc dáng vẫn mảnh mai, đang co mình lại trong nỗi cô đơn, nghiêng nghiêng người để vẩy tàn thuốc lá vào gạt tàn. Tư thế này quả thực là một hình ảnh đẹp hiếm thấy. Nếu là họa sĩ, tôi sẽ đề nghị chị cứ ngồi yên lặng ở đó để tôi vẽ tranh. Chị kể chị từng có tình yêu rất đẹp với một người bây giờ là bạn thân của chồng chị. Cuộc đời oái oăm, tình yêu không thể đến được với nhau ấy đã tưởng kết thúc và tưởng có thể chôn vùi vào quá khứ, lại khơi dậy đúng vào ngày cưới của chị. Khi người đàn ông ấy từ nước ngoài trở về tham dự đám cưới người bạn thân nhất. Chị còn nhớ cái cảm giác của chị lúc ấy. Chị có cười không? Chị cũng không biết. Chị chỉ biết có ai đó đang bóp trái tim chị đến nghẹt thở. Người đàn ông mà chị yêu bằng cả trái tim không lựa chọn chị. Anh ấy lựa chọn sự nghiệp nên đã bỏ chị ra nước ngoài du học. Những email, những lần chat thưa dần rồi dừng hẳn. Lúc ấy chị còn quá trẻ. Có lẽ anh cũng thế. Đàn ông có cái gì đó kỳ lạ lắm. Họ dễ rung động, nhưng để họ yêu thực sự, sẵn sàng từ bỏ và hy sinh mọi thứ thì lại rất khó. Đối với đàn ông, bản năng giới tính của họ mạnh hơn đàn bà. Đàn bà luôn bị mọi thứ cảm xúc chi phối. Khi yêu, họ rất khó để kiềm chế bằng lý trí. Tôi đã quá trình hàng trăm ca và tôi hiểu rằng có những điều biết là đúng nhưng cũng không thể làm theo được. Nên cái thời trẻ ấy, người đàn ông kia có tình cảm với chị, nhưng chỉ là những rung động đầu đời mà anh nghĩ có thể dễ dàng quên đi, cho đến ngày anh gặp lại chị. Anh thấy chị không giống như ngày xưa, nhìn chị mặn mà hơn, hấp dẫn hơn, ánh mắt sâu thẳm đa tình và gợi cảm hơn. Anh ngây người vào giây phút nhìn vào đáy mắt chị trong đám cưới ấy. Anh chị cũng chỉ gật đầu, cười chào nhau, không ai sẵn sàng nói ra bí mật động trời kia. Nhưng anh đã mơ về chị thường xuyên từ giây phút ấy. Anh thèm khát được chạm vào chị. Dù chị bây giờ đã là vợ của người bạn thân nhất của anh. Một cái gì đó rất đẹp, ngay trước mắt mình, đã từng là của mình, giờ lại thuộc về người khác. Trái tim anh xao động. Còn chị, sau đám cưới, chị rất bận rộn với gia đình nhỏ của mình.
Anh vẫn giữ trong lòng cái khao khát có lại chị được lần nữa, nhưng anh không thể hiện ra. Thời gian trôi đi, chị có bầu, sinh con gái đầu lòng. Anh đến thăm chị, bế con gái chị vào lòng âu yếm. Trong khoảnh khắc, chị đã tưởng tượng đây là con chung của hai người. Họ nhìn nhau, chẳng nói gì. Đứa con ra đời khiến cho cuộc hôn nhân của vợ chồng chị bế tắc hơn, nhưng lại nhiều ràng buộc và trách nhiệm hơn. Chồng chị yêu thương vợ con hết mực, chiều chuộng chị hết mực, mà chị vẫn thấy cứ thiếu thiếu điều gì đó. Con chị đầy tuổi thì anh kết hôn. Chị còn nhớ như in hôm đó chị đi làm về, nhìn thấy trên bàn tấm thiệp mời dự đám cưới. Chị tò mò mở ra xem. Chị lặng đi khi thấy tên anh đứng cạnh tên người phụ nữ khác. Hôm đó chị nói dối chồng là đau bụng, bỏ ăn cơm. Chị xác định mọi thứ thực sự đã kết thúc rồi. Chị cần phải tập trung cho gia đình mình. Thôi thế cũng tốt. Chị chẳng còn lý do gì để mà hy vọng nữa. Chị cố gắng dành tình cảm cho chồng mình nhiều hơn, yêu thương và chăm sóc anh hơn. Nhưng trong sâu thẳm trong lòng, có vết thương rất sâu nào đó. Bên ngoài đã khép miệng mà bên trong vẫn nhức nhối khôn nguôi. Khi viết lại câu chuyện này, tôi vẫn ngờ ngợ rằng cuộc đời mỗi người vốn là một trò đùa của tạo hóa. Chúng ta muốn yên ổn, chúng ta muốn làm điều tốt, chúng ta muốn tránh xa rắc rối và cám dỗ. Nhưng rắc rối và cám dỗ lại cứ tìm mọi cách để tấn công chúng ta, bất kỳ khi nào có thể. Đám cưới của anh hôm đó, chị đi cùng chồng đến dự. Chị mặc một chiếc váy đỏ bó sát, khoét cổ khá sâu. Gái một con trông một con mắt. Con một tuổi, vóc dáng chị không lộ một dấu vết nào của người đàn bà con mọn. Bụng chị phẳng, ngực chị căng, dáng đi uyển chuyển. Chị đẹp đến ngỡ ngàng. Chồng chị còn nghen đỏ mắt khi bắt gặp bao ánh nhìn khao khát chị trong đám cưới hôm ấy. Anh chỉ không biết, người bạn thân thiết của mình cũng ném vào chị sự thèm khát cháy bỏng. Nhưng chị thì biết. Đêm hôm đó khi về nhà nằm cạnh chồng, chồng chị đòi hỏi, chị cũng chiều theo ý anh. Nhưng sau đó đợi chồng ngủ say, chị quay lưng vào trong. Nghĩ đến người yêu cũ, chị tưởng tượng anh đang làm tình với mình và chị đã khóc. Người thứ ba như một bóng ma vô hình xen vào cuộc hôn nhân của chị. Chị mong ngóng từng ngày có thể vô tình gặp anh ở quán cà phê. Chưa bao giờ chị đăng đi cùng chồng đến các buổi hẹn gặp bạn bè đến thế. Chị tỏ ra yêu chồng, cuốn quýt bên anh, phê tham cho anh mọi lúc mọi nơi, chỉ để biết xem anh có đang ngồi cạnh người đàn ông đó không. Chồng chị mừng rỡ khi thấy vợ không còn hờ hững với mình như trước. Chị còn miệt mài tìm kiếm người cũ trong các cuộc hẹn của chồng mình với bạn bè. Ánh mắt họ giao nhau, tâm trí họ cũng giao nhau. Họ thèm khát nhau mà không cần phải nói lời nào. Rồi một lần chị nhận được một tin nhắn lạ. Chào em. Chị cũng rất lịch sự nhắn tin lại. Xin chào, ai vậy? Anh sẽ không làm quen với em vì mình đã quen nhau lâu rồi. Mà không chỉ quen đâu. Icon mặt cười. Luồng điện chạy dọc sống lưng chị. Chị linh cảm đó là anh. Nhưng chị vẫn bình tĩnh hỏi. Anh không nói tên thì em sẽ không biết là ai. Em sẽ không trả lời tin nhắn nữa đâu. Em có thể đoán không? Nếu đúng anh sẽ nhận. Chị là người cá tính. Chị không úp mở vòng vo. Chị trả lời thẳng thắn. Nếu em không nhầm thì anh là bạn thân của chồng em. Chồng em có nhiều bạn thân không? Không nhiều. Bao nhiêu người trong số đó nhắn tin cho em như thế này rồi? Không ai cả. Không ai trong số họ quen em lâu rồi. Không giống như anh. Đầu dây bên kia im lặng. Chị cũng im lặng. Hai hôm sau chị lại nhận được tin nhắn. Chào em. Chúc một buổi sáng tốt lành. Chị cũng nhắn lại. Cảm ơn anh. Chúc anh một buổi sáng tốt lành. Chị vui cả ngày hôm đó. Đều đặn như vậy một tuần, sáng nào anh cũng nhắn tin cho chị. Hỏi vài câu vu vơ, chị cũng đáp lại vu vơ. Sang đến tuần thứ hai, câu chuyện đi xa hơn một chút. Anh bắt đầu hỏi chị đi làm có vất vả không? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Chị bắt đầu kể cho anh nghe về lớp yoga, có cô bạn béo phì, nhưng rất vui tính. Rồi cô đồng nghiệp hay nói xấu người khác. Tất cả mọi chuyện, trừ chuyện gia đình chị. Vào tuần thứ ba thì anh rủ chị đi cà phê. Ngay lập tức chị nhận lời. Đến giờ chị cũng không biết vì sao lại dễ dàng nhận lời đến thế.
Có phải vì bao nhiêu năm chị đã ngóng đợi cuộc gặp gỡ này không? Chị nhắm mắt lại. Chị nhớ vào cái ngày chị gửi đi bao nhiêu email, không nhận được hồi âm. Gửi đi bao nhiêu messenger qua Yahoo, cũng không thấy anh trả lời. Anh không nói lời chia tay chị. Anh để chị nói lời chia tay. Hồi đó anh nghĩ rằng như thế là sự tử tế của một thằng đàn ông. Đến tận khi viết email nói lời chia tay, anh mới gửi lại một dòng tin nhắn vỏn vẹn. Chúc em hạnh phúc. Chị dắt xe ra ngoài trong cơn mưa tầm tã. Rồi chị nghĩ, hay là anh có chuyện gì? Anh bị bệnh? Hay là có nỗi khổ tâm nào đó nên muốn dừng lại để chị kiếm tìm hạnh phúc mới? Phụ nữ cứ ngây thơ như thế, dằn vặt như thế mà không hiểu rằng sự thật đơn giản hơn mình nghĩ rất nhiều. Mình cứ tưởng rằng mình quan trọng với người ta đến mức vì để cho mình hạnh phúc người ta sẵn sàng ra đi, y như trong một bộ phim ngôn tình. Chị đã cầu nguyện và mong ngóng từng ngày có thể gặp được anh, hỏi anh vì sao. Chị đã tưởng tượng buổi gặp gỡ ấy không biết bao nhiêu nghìn lần trong tâm trí. Chị tưởng tượng anh ôm chị, chạm vào môi chị, hôn chị và cười với chị. Chị tưởng tượng mình sẽ nói ra hết những tâm tư tình cảm của mình. Và câu trả lời của anh bao giờ cũng là còn yêu chị rất nhiều. Chỉ là hoàn cảnh xô đẩy, không thể làm khác. Nếu như bạn thực sự mong muốn một điều gì đó, hãy gửi thông điệp vào vũ trụ. Vũ trụ sẽ hồi đáp. Chị đã nghe ai đó nói như thế, và có lẽ vì liên tục gửi vào vũ trụ, mong muốn thiết tha được gặp anh, nghe câu trả lời từ anh, nên vũ trụ đã mang anh quay về bên chị, theo một cách không thể oái oăm hơn. Chị lựa chọn cho mình một chiếc váy màu xanh rêu, nhằm tôn lên làn da trắng ngần của chị, ôm sát lấy thân hình của chị, khoe ra những đường cong gợi cảm. Suốt cả những tuần qua, chị đã nghĩ mình sẽ mặc chiếc váy này để gặp anh. Không được rồi, chiếc váy này gợi cảm quá. Sợ rằng anh sẽ nghĩ chị định quyến rũ anh. Lại cởi ra, mặc chiếc váy màu mận chín. Chiếc váy này giản dị hơn, nhưng nhìn chị lại hơi già so với tuổi. Lựa đi lựa lại, đến sát giờ đi làm, chị quyết định mặc chiếc váy màu kem. Đơn giản, nhưng vẫn đủ sự quyến rũ. Chị sức mùi nước hoa mà chị ưa thích nhất, mà chồng chị đã tặng chị vào ngày 20 tháng 10 năm ngoái. Chị đến cơ quan với nét mặt rạng rỡ hơn hẳn ngày thường. Ai cũng nhìn chị, khen chị xinh, chị trẻ. Sếp của chị đi qua còn phải ngoái đầu nhìn. Chị ngồi xuống làm việc, nhưng tâm trí lại cứ ở đâu đâu. Chị nhớ đến nụ cười và ánh mắt của anh. Chị liếc đồng hồ liên tục. Anh hẹn chị 3 giờ chiều. Buổi trưa chị gọi một suất cơm niêu, mà ăn cứ thấy khô khốc. Chị hồi hộp và căng thẳng quá. Đến 2 giờ thì chị chẳng thể tập trung vào làm việc, cứ đứng lên ngồi xuống. 2 rưỡi chị đã định đi, nghĩ thế nào lại ngồi xuống. Có lẽ nên để anh đợi một chút. Chị đến muộn hơn giờ hẹn 5 phút. Đến nơi thì anh đã ngồi đó đợi chị. Nhìn thấy chị, anh hơi nhổm người lên, cười rất tươi và có ý kéo chị xuống ngồi cạnh anh. Chị hơi bối rối, không biết liệu chị ngồi cạnh anh có xuồng xã khóa không. Chị quyết định ngồi đối diện với anh. Anh hỏi han công việc của chị, hỏi han gia đình chị, các con chị, khen con gái giống chị như đúc. Chị cởi mở hơn, cười nói luôn miệng. Rồi chị xin phép ra về còn chuẩn bị cơm nước. Tối nhà có khách. Anh có vẻ tiếc nuối điều gì, nhưng vẫn đứng lên thanh toán tiền nước, rồi ra tận nơi nhìn chị dắt xe ra về. Hôm sau anh nhắn tin cho chị. Anh không muốn đâu, nhưng hình ảnh của em cứ chạy trong đầu anh. Chị tủm tỉm cười. Chiều chị về nhà mua bó hoa thật đẹp. Chị thấy yêu chồng hơn. Chị không rõ đó là cảm giác yêu hay là cảm giác vui vẻ, mà thấy chồng đáng yêu hơn. Chị chỉ biết trong lòng chị thấy rộn ràng. Đêm đến nằm cạnh chồng, chị lại nghĩ về anh. Chị nghĩ đến anh của ngày xưa. Chị nghĩ đến nụ hôn đầu tiên giữa hai người. Những cái đụng chạm khẽ khàng. Người chị run lên trong thứ cảm xúc hỗn độn. Chị quàng tay ôm lấy chồng mà tưởng như ôm người yêu cũ. Chồng chị đáp trả cái ôm ấy, siết chặt chị, hôn lên cổ chị. Nhưng mà không phải mùi của anh. Chị thấy nhói lòng. Sao mà chị nhớ mùi của anh đến thế? Lần thứ hai,
Anh hẹn chị ở quán cà phê, có những buồng ngăn cách nhau bằng một bức tường và những tấm rèm lụa mờ mờ, tạo không gian riêng tư cho các cặp đôi. Chị hơi đỏ mặt khi bước vào khoang của mình. Lần này anh bạo dạn hơn một chút, ngồi sát vào chị, thì thầm hỏi chị uống gì để anh gọi. Chị bảo vẫn giống như hồi xưa. Thế là anh gọi cho chị một ly chanh tuyết và một ly đen đá cho anh. Giống như hồi xưa, khi họ còn yêu nhau. Khi hai ly nước vừa đặt xuống, rèm cửa khép lại, anh nhấp một ngụm cà phê trước khi kéo chị vào lòng. Cuống cuồng hôn lên môi chị. Anh vội vã như kẻ đói lâu ngày, bàn tay anh sụp sạo luồn vào áo chị. Mọi chuyện có phải đang nhanh quá không? Chị hơi đẩy anh ra, nhưng hình như hành động của chị không được cương quyết dứt khoát, nên nó có vẻ giống như một lời mời gọi hơn. Nên anh lại càng ôm ghì lấy chị, mắt chị mờ đi, hai tay chị luồn vào tóc anh, không thể nào cưỡng lại được nữa. Anh nói, nếu đây không phải là quán cà phê, thì chắc chắn anh sẽ nghiến ngấu em mất. Em có biết lâu nay anh thèm khát em thế nào không? Anh gọi tên chị, lý trí chị đi đằng nào hết. Rồi anh hỏi chị, mình đi nhé. Chẳng nghĩ gì nhiều, chị gật đầu. Chị đợi anh làm thủ tục check-in ở khách sạn. Đó là một khách sạn 5 sao nhìn ra Hồ Tây. Chị hồi hộp căng thẳng đến nghẹn thở. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, đột ngột quá. Và bất ngờ quá, chị chẳng hề nghĩ đến chồng, đến con, đến vợ anh. Đến việc anh đã từng rời bỏ mình. Chị chỉ biết chị cũng khao khát được nằm trong vòng tay anh. Rồi anh nhận chìa khóa, chiếc xe điện chở họ về phòng. Anh lúng túng đến mức mãi mới mở được cửa. Chị bật cười. Chị có cảm giác họ giống như thời trẻ, rất non nớt vụng về. Còn bây giờ, lẽ ra là lúc nên sợ nhất, thì hình như anh lại chẳng sợ gì. Vừa mở được cửa phòng là anh ôm chị vào lòng từ phía sau, thì thầm vào tai chị những lời ngọt ngào. Chị quay người lại nhìn sâu vào mắt anh và hỏi, sao hồi đó bỏ em? Anh chỉ trả lời đơn giản, hồi đó anh ngốc để mất em. Rồi anh bế thốc chị lên giường. Ở cạnh anh chị thấy mình sao mà tội lỗi, nhưng lại tràn đầy xúc cảm. Cảm giác này khiến cho chị quên đi tất cả. Anh chủ động hướng dẫn chị cách làm tình sao cho cả hai đều cảm nhận được những rung động của đối phương. Chị cảm thấy yêu cơ thể của mình hơn khi gần gũi anh. Anh hôn khắp người chị, thì thầm vào tai chị những lời mà trước đây chị nghĩ chị sẽ xấu hổ lắm. Họ cuốn lấy nhau suốt nhiều tiếng đồng hồ. Người đàn ông này như một hòn than cháy rực, đầy ắp năng lượng. Anh đánh thức bản năng tình dục trong chị. Trước đây chị nghĩ mình lãnh cảm, không có nhiều ham muốn. Chồng đòi hỏi chị thường kêu mệt. Còn bây giờ chỉ cần anh chạm vào là người chị mềm nhũn. Phút chốc một suy nghĩ thoáng qua. Liệu rằng mình đã bao giờ từng thực sự yêu người mình gọi là chồng không? Chị trở về nhà, cảm thấy mình như một người khác. Chị mất tập trung, cứ như người mất hồn. Đêm đó nằm cạnh chồng, chị ôm anh và thèm khát mùi cơ thể của người đàn ông khác. Đàn bà muôn đời vẫn ngốc nghếch. Chị cười cay đắng. Nói với tôi như vậy. Chị cứ nghĩ anh mới là tình yêu đích thực của đời mình. Chị cứ nghĩ anh thật lòng yêu chị sau những chia ly hội ngộ. Chị cứ nghĩ khi anh có được chị rồi thì anh sẽ trân trọng chị hơn. Nhưng chị đã nhầm. Anh đã sẵn sàng từ bỏ chị năm ấy khi chưa có được chị. Thì bây giờ, khi đã chiếm được thân xác của chị rồi, khi nếm mùi đàn bà của chị rồi, thì anh có gì để mà ngóng đợi và khao khát nữa đâu. Chị cũng chỉ là thứ mà anh muốn cơi nới thêm, chứ không phải là thay thế. Càng không phải là cái gì thiêng liêng mà anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ đang có để giành lại cho bằng được. Anh khao khát chinh phục chị, bởi anh là đàn ông. Bản năng của anh là săn mồi. Chị là con mồi mà anh đã vuột mất. Vậy thôi. Anh chưa bao giờ từng yêu chị. Chỉ là chị lầm tưởng. Người đàn ông trước đây, bây giờ vẫn luôn yêu thương chị thật lòng. Là chồng chị, bạn thân của anh. Chồng chị không giàu có bằng anh, không tài giỏi bằng anh, cũng không khéo mồm khéo miệng bằng anh, không làm tình tuyệt vời như anh. Nhưng bất cứ khi nào chị cần, anh đều có mặt. Chỉ tiếc là thời điểm đó, vì yêu đến mù quáng chị không nhận ra. Chao ôi, cay đắng thật. Phận đàn bà, nhất là phận của kẻ thứ ba. Sau lần đó, và một vài lần nữa,
anh bắt đầu thờ ơ, lạnh nhạt với chị hơn. Những lần hẹn gặp nhau, anh chỉ chăm chăm đòi quan hệ. Nơi họ hẹn chỉ là khách sạn, ngoài ra không bao giờ đưa chị đi bất kỳ đâu. Lần gặp gỡ nào cũng vội vàng chóng vánh. Khi hai người thỏa mãn xong, thì cũng là lúc anh có một cuộc hẹn nào đó phải đi ngay. Chị bắt đầu mơ hồ nhận ra thứ tình cảm mà anh dành cho chị không phải là tình yêu. Chị bắt đầu nổi cáu lên với anh, bắt đầu nhắn tin trách móc anh. Chị thèm khát được anh quan tâm như những ngày đầu, nhưng anh nói rằng anh rất bận công việc. Có lúc anh còn gắt lên với chị. Chị căm hận anh vì cảm giác bị lừa dối, niềm tin và sự kiêu hãnh bị chà đạp. Chị bắt đầu lên kế hoạch để trả thù anh, để anh mất hết. Chị lại nghiêng người, gõ gõ điếu thuốc lá xuống gạt tàn. Sao trên đời này lại có người phụ nữ đẹp đến thế, cuốn hút đến thế? Chị phả vào không trung làn khói mỏng manh. Chị cười chua chát. Trước đây chị không biết hút thuốc lá. Từ ngày quyết định phá vỡ mọi thứ anh có, chị cũng phá vỡ luôn gia đình mình. Chị quyết định ly hôn không có lý do, mang con gái về nhà mẹ đẻ sống hòa mình vào các cuộc chơi bời với những cô đồng nghiệp chưa chồng. Trước đây chị căm ghét ba, sàn nhảy, thì giờ tuần nào chị cũng lên đó. Vì chị biết chị đẹp, chị hấp dẫn, nên chị muốn lũ đàn ông ở đó phải khao khát chị, như anh từng khao khát. Chị không bao giờ phải trả tiền rượu khi lên ba. Tôi nhói lòng khi nghe đến đoạn này của cuộc đời chị. Thật may làm sao, khoảng thời gian đó không dài, chị cũng không bị ai lợi dụng. Mỗi lần say chị đều khóc, chị nhớ anh, nhớ đến quặn lòng, nhưng chẳng có cách gì mang anh quay về được nữa. Gia đình anh tan nát, sự nghiệp anh lung lay. Anh căm thù chị gần bằng chị căm thù anh, bởi vì anh không yêu chị nhiều như chị yêu anh. Chồng chị thương con, năm lần bảy lượt thuyết phục chị quay về. Chị tự hỏi, nếu chồng chị biết chị đã làm những gì sau lưng anh, liệu anh có tha thứ và muốn chị quay về hay không? Chị không lựa chọn quay về với chồng, dù đó là bến đỗ an toàn nhất. Là vì chị thấy không xứng đáng với chồng. Chị chỉ là một kẻ tồi tệ chẳng ra gì, cùng lúc làm tổn thương quá nhiều người. Đôi lúc trong cuộc nói chuyện, chị lại cười buồn. Chị không khóc, thể hiện là một người phụ nữ hoàn toàn mạnh mẽ. Nhưng tôi biết trong sâu thẳm, trong người phụ nữ này có rất nhiều dạn vỡ. Tôi hỏi điều mong muốn nhất của chị bây giờ là gì. Chị lắc đầu, chị chẳng có mong muốn gì hết. Tôi nói chị đang tự lừa dối bản thân mình. Chị ngạc nhiên, sao em lại nói vậy? Tôi thở dài, điều chị mong muốn nhất vẫn là người đàn ông đó quay về và yêu chị thật lòng. Em biết chị đủ thông minh để hiểu người đàn ông đó không xứng đáng với chị, và chị nghĩ sẽ chẳng có cách nào để người đó quay về bên chị nữa. Chị nhớ anh ta, nhớ những xúc cảm anh ta đem lại cho chị. Càng nhớ chị càng căm hận. Chị im lặng, đến lượt chị thở dài. Rồi chị hỏi tôi, chị nên làm gì bây giờ? Buổi cà phê hôm đó tôi không trả lời câu hỏi của chị, bởi vì tôi biết câu trả lời của tôi tại thời điểm đó sẽ không làm chị thỏa mãn. Chị đã sai lầm từ đầu, chị vẫn nói như thế, nhưng tôi không cho rằng như vậy. Với tôi, sai đúng chỉ là một khái niệm. Phải chăng đau đớn, tổn thương, vấp ngã, dại dột xảy ra trong đời người khiến ta sẽ biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Lần thứ hai gặp chị, tôi khuyên chị hãy tập trung vào giá trị bản thân mình, tập trung vào chính mình. Điều này nghe rất mông lung, ai cũng có thể nói được, bắt tay vào làm thì không biết phải từ đâu. Tôi nói cái sai lớn nhất của chị không phải là đã yêu một người không xứng đáng. Anh ta xứng đáng hay không, em không bàn đến. Vì có khi anh ta chỉ không tốt với chị như chị kỳ vọng mà thôi, chứ chắc anh ta đã không tốt với vợ anh ta. Cái sai lớn nhất của chị chính là đã không biết yêu bản thân mình đúng cách. Nếu chị biết yêu và trân trọng bản thân mình, em tin rằng mọi điều đã rất khác. Chị đã dành điều gì cho chị? Đã bao lâu rồi chị không bước ra thế giới bên ngoài, ngắm nhìn cuộc sống đẹp tuyệt vời? Bao lâu rồi chị không quan tâm đến người khác ngoài anh ta? Đã bao lâu rồi chị không lắng nghe cơ thể chị, xem nó thực sự muốn gì? Và đã bao lâu rồi chị không gặp gỡ bạn bè, nói với nhau những câu chuyện vui vẻ? Đã bao lâu rồi chị không nuôi dưỡng cho tâm hồn chị bằng những buổi đi xem ca nhạc? Các chị biết không, chính các chị không hề biết tận hưởng cuộc sống này, nên cứ triền miên
chìm đắm trong đau khổ. Tôi biết những điều tôi nói xem chừng là lý thuyết, khó hiểu với số đông. Và trước đây là với cả chính tôi. Làm thế nào để khiến đầu óc của mình ngừng không nghĩ đến kẻ tệ bạc kia? Làm thế nào để mình vui vẻ được trong khi tâm trí mình nặng trĩu nỗi buồn? Làm thế nào để có hạnh phúc khi không có mặt người đó trong cuộc đời mình? Câu hỏi này không dễ dàng để trả lời. Dĩ nhiên là có cách để vượt qua tất cả cảm giác tồi tệ này, tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Nhưng tôi sẽ không hề đề cập ở đây, trong cuốn sách này. Trong cuốn sách này đơn giản là tôi muốn đưa đến cho quý độc giả những cái nhìn đa chiều về cuộc sống, về mối quan hệ tay ba, giúp cho quý vị đặt mình vào những mảnh đời khác nhau, những vị trí khác nhau để dừng phán xét, để thông cảm hơn cho đối phương, dễ tha thứ hơn cho chính mình, ngừng dằn vặt và đau khổ. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Chúng ta không dùng nó để bao biện cho sai lầm, mà là chấp nhận sai lầm như một phần của cuộc đời, để bao dung và trưởng thành hơn. Người đàn bà mà tôi kể trong câu chuyện vừa rồi, cuối cùng đã bừng tỉnh. Đó chỉ là một giấc mơ, một sự u mê nhất thời. Sau 6 tháng điều trị tâm lý, chị đã nhận ra điều mình cần làm là gì. Chị thôi không còn oán hận người đàn ông đó nữa. Sau tất cả, chị đã làm tổn thương quá nhiều người, bao gồm cả chính chị. Chị làm nhiều việc thiện hơn, khi có cơ hội đều giúp đỡ người khác. Chị dành thời gian cho con nhiều hơn, rảnh thì đi tập gym, yoga, cho con đi chơi, dạy con học. Chị cười nhiều hơn, gặp chồng cũ, chị mở lòng hơn, nói chuyện với anh như những người bạn, cùng chung mục đích và nuôi dạy con. Vết thương lòng cũng dần lành lặn. Ồ, các bạn đừng nghĩ trong mối quan hệ tay ba chỉ có người vợ là người đau đớn. Người thứ ba, họ cũng đau khổ không kém gì. Chị từng nói, chị chưa bao giờ nghĩ sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Chưa bao giờ từng nghĩ sẽ phải ghen tuông với vợ anh. Chỉ là cám dỗ đến và chị mềm lòng. Chị đau lắm, mỗi lần ở cạnh chị, anh nhắn tin cho vợ, anh yêu em. Dù sau đó anh lại an ủi chị, nói thế để khỏi bị nghi. Nhưng chị thật cả tin nên không hiểu rằng trong lòng anh, cả chị và người đàn bà tội nghiệp kia đều chẳng đáng giá gì. Chị xem thường anh, xem thường mình, nhưng làm tình với anh tuyệt lắm. Chị không thể nào chống lại được ham muốn tầm thường của bản thân, để rồi cứ dấn thân mãi vào mối tình tội lỗi. Chị thích cái cảm giác anh say mê cơ thể chị, điều mà chồng chị không bao giờ làm được. Tôi thở dài lần nữa. Cám dỗ là một thứ thử thách mà rất khó vượt qua. Một lần chị nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Chị mơ thấy chị ngồi giữa một dòng sông chảy xiết, rất đói, đói vô cùng. Chồng chị cố gắng chèo thuyền ra cứu chị. Còn người đàn ông kia, anh ta đang ở trên bờ với rất nhiều thức ăn ngon, mỉm cười với chị. Chị đói quá, cơn đói không ngừng hành hạ chị. Nên mặc dù chồng chị đưa tay ra để kéo chị lên thuyền, nhưng chị cự tuyệt cử chỉ ấy. Chỉ lao xuống dòng sông chảy xiết, bay về phía người tình, và nước, sông đã cuốn chị đi. Chị mất tất cả, chị khóc như mưa khi tỉnh dậy, vội vàng gọi điện thoại cho chồng mình. Nhiều năm sau đó, tôi có cơ hội gặp lại chị, nhìn chị hạnh phúc rạng ngời. Chị đã đoạn tuyệt hoàn toàn với người đàn ông kia, quay về với gia đình, hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn trước đây. Vì có những giá trị mà chị đã kịp thời nhận ra, tôi hỏi chị có ân hận không? Chị lắc đầu. Chị nói nếu không có những nỗi đau đó, sẽ không có chị của ngày hôm nay. Cuộc sống tuyệt vời ở chính những điều không trọn vẹn. Chị cảm ơn cuộc đời đã cho chị nhiều trải nghiệm đến thế, để trưởng thành hơn. Em thấy đấy, màu của nỗi đau bao giờ cũng đẹp. Một câu chuyện nữa. Khi tất cả đều là nạn nhân. Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức, gia đình tôi hầu hết đều là giáo viên, học vị thấp nhất là thạc sĩ, trẻ con 3 tuổi đã được dạy đọc kiều, 5 tuổi đã đọc thông viết thạo và 6 tuổi đã bắt đầu đọc tiểu thuyết. Tôi còn nhớ, hồi còn nhỏ, trong những ngày dỗ chạp, sau bữa ăn bao giờ mọi người cũng ngồi đàn guitar và hát cho nhau nghe những bài hát kinh điển như là Tình Ca, Trường Ca Sông Lô hoặc là Thiên Thai. Hoặc không thì cũng là những bài hát của Trịnh Công Sơn. Tôi được nghe chèo, nghe quan họ, nhạc Trịnh từ nhỏ.
Cũng từ nhỏ đã được nghe tiếng sáo trúc réo rắt mà bố tôi thổi mỗi buổi chiều. Trong bữa cơm chiều, ông nội thường kể cho tôi nghe những câu chuyện lịch sử về anh hùng Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, về Bác Hồ. Ăn xong, bố sẽ yêu cầu tôi đọc 3 bài thơ được chọn sẵn và chấm điểm ở mức độ diễn cảm. Tôi lớn lên như thế, âm nhạc, thơ, sách, vở bám vào từng giấc mơ. Gia đình tôi sẽ không có những câu chuyện thông thường như nhiều gia đình khác. Chúng tôi bàn luận về tác phẩm văn học, trích đoạn hay nhất thường được đọc thuộc lòng. Cứ một người đọc vài câu, người tiếp theo sẽ đọc đoạn nối tiếp. Chúng tôi còn bàn luận về thơ, về âm nhạc, phân tích những ca từ hay nhất. Tôi không nói gia đình mình nhiều chữ, nhưng nghệ thuật và sách vở đã theo tôi đến tận khi trưởng thành. Tôi không học xuất sắc như hầu hết các thành viên trong gia đình. Mặc dù tôi cũng được thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ và thói quen ham đọc sách, nhưng chỉ thế thôi cũng làm tôi cô đơn vô cùng, vào cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối. Mọi người đừng nhầm tưởng không môn đăng hộ đối ở đây là gia đình nhà chồng tôi nghèo. Trái lại, gia đình chồng tôi rất khá giả. Bản thân chồng tôi cũng là người thành đạt từ khi còn trẻ. Chỉ có điều gia đình anh ấy xuất thân đều là dân kinh doanh, buôn bán. Khi yêu nhau, anh ấy cũng chiều tôi, yêu thương tôi hết lòng. Chúng tôi kết hôn vội vàng, chẳng phải vì tôi có bầu trước, mà đơn giản vì gia đình nhà chồng thấy tôi ngoan ngoãn, lễ phép, ăn nói dễ nghe và xinh xắn. Gia đình trí thức nên giục cưới sớm. Bản thân tôi lúc đó cũng thấy chồng tôi là lựa chọn tốt nhất. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, tôi gật đầu. Năm đó tôi vừa tròn 24 tuổi. Chồng tôi rất tốt với tôi, đi làm luôn cố gắng về sớm, đỡ đần việc nhà. Chúng tôi cùng nhau đi qua những ngày hạnh phúc nhất khi biết tin tôi mang bầu, rồi đón đứa con đầu lòng. Tôi vẫn yêu anh, nhưng sự khác biệt như một cơn mưa phùn giả dích, từng ngày thấm vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cho đến những ngày tôi phát hiện ra trần nhà đã rột nát, tôi không thể nén được tiếng thở dài khi ngồi chung bữa cơm với gia đình nhà chồng. Khi nghe họ văng những lời tục tĩu rồi cười nói rất to, tôi thèm được nghe ông nội kể chuyện lịch sử, thèm được nghe bố đánh đàn guitar và anh họ đọc những bài thơ về Bác. Tôi không nói gì trong suốt bữa ăn, cố gắng ăn thật nhanh. Rồi khi nào cả nhà ăn xong, tôi lại lặng lẽ dọn dẹp. Chồng biết tôi không vui, anh thường lén nhìn biểu hiện nét mặt của tôi. Thời gian trôi qua, cứ ngỡ có thể hòa nhập được vào gia đình nhà chồng, tôi lại càng như kẻ lạc loài. Tôi không thích ăn những món nhà chồng nấu và ngược lại. Mâu thuẫn chồng chất khi con gái tôi lớn dần lên. Tôi không thích con gái mình sống trong môi trường ấy. Tôi muốn nó giống như tôi, lớn lên trong sách vở, nói năng nhẹ nhàng và khéo léo. Càng tự hào về gia đình mình bao nhiêu, tôi càng không thể tránh được cái cảm giác xem thường gia đình nhà chồng. Dù biết thế là sai, nhưng mỗi lần trong bữa cơm thấy bố chồng gác một chân lên ghế, quần đùi hớ hênh, bên trong không mặc đồ lót, tôi lại thấy nóng bừng cả mặt. Rồi những điều rất nhỏ như là mẹ chồng luôn đem chuyện hàng xóm bàn tán trong bữa ăn, gọi người nọ người kia là thằng, là con, luôn mày tao chí tớ, cũng làm cho tôi chán ngán. Tôi bắt đầu khó chịu với từng điều nhỏ nhặt nhất, từ món đậu sốt cà chua không cho hành, đến món thịt kho tàu làm không đúng cách. Bất cứ thứ gì cũng làm cho tôi bức xúc và chút giận lên đầu chồng. Chúng tôi không thể ở riêng vì nhà to, và bố chồng là con trai duy nhất trong gia đình. Bố mẹ chồng bắt đầu cảm thấy tôi chẳng đáng yêu như họ tưởng. Họ nhận xét tôi bướng bỉnh, cứng đầu, khó bảo. Tôi không bao giờ cãi vì tôi được dạy như vậy, nhưng nét mặt luôn thể hiện sự bất mãn tột độ. Chồng tôi là con trai duy nhất nên được mọi người trong nhà đều chiều chuộng. Anh không biết làm gì, việc nhà đều đã có mẹ và các chị lo. Chỉ đến khi lấy tôi, anh mới bắt đầu biết phụ vợ giặt quần áo, mới biết phân biệt hành và tỏi. Anh yêu tôi, rất yêu, vì yêu mà anh đã cố gắng rất nhiều. Nhưng cố đến mấy, đó cũng không phải là con người của anh. Anh không thích đọc sách, chẳng thích thơ và ghét cay ghét đắng nhạc Trịnh. Đến một ngày anh nói với tôi, em đừng đọc mấy bài thơ ấy cho con nghe nữa, anh không chịu nổi được nữa đâu. Khi tôi dạy con gái mình bài Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa, tôi mới hiểu hóa ra bao lâu nay anh đang phải cố gắng sống trong một vỏ bọc không phải là mình, chỉ để chiều ý tôi. Rồi anh mất việc, gia đình anh làm ăn thua lỗ, sa sút hẳn.
vốn là đứa trẻ trong hình hài một người đàn ông đã quen được muôn chiều. Giờ phải vật lộn với khó khăn khiến cho anh thường xuyên cáu gắt, văng tục với tôi. Bao nhiêu lãng mạn, thời yêu nhau không còn nữa. Tôi động viên anh kiếm việc gì đó làm thêm trong lúc chờ xin việc mới. Nhưng anh gạt đi, nói rằng vị trí của anh không thể làm mấy việc vớ vẩn đó được. Và thế là tôi lại nai đương ra để làm thêm, lo cho cả gia đình. Giai đoạn này mâu thuẫn trong nhà càng bùng nổ dữ dội. Vì mẹ chồng tôi thấy con dâu tháo vát nên cũng mặc kệ. Chỉ hỏi han vài câu lấy lệ, tuyệt đối không hề đỡ đần hay là động viên con trai kiếm việc làm thêm. Tôi gồng lên để làm việc, nhưng khi về nhà lại phải hứng cả sự cáu kỉnh của anh. Hàng đêm tôi đều quay lưng vào tường mà ấp thầm khóc. Nhiều lần anh tỉnh dậy giữa đêm, biết tôi khóc anh đều kéo tôi vào lòng dỗ dành, xin lỗi. Tôi biết tình yêu anh dành cho tôi là rất lớn, nhưng sao tình cảm của tôi lại ngày một vơi đi. Đã từng nghĩ có thể gắn bó với anh cả một đời, đã từng xác định sẽ yêu thương con người này mãi mãi. Một người đàn ông không rượu chè, cờ bạc, không gái gú, thương vợ thương con hết lòng, mà sao vẫn có gì đó thiếu hụt trong cuộc hôn nhân này. Càng ngày nỗi cô đơn càng lớn hơn. Tôi sợ phải về nhà vào mỗi buổi chiều. Tôi sợ những bữa cơm mà tôi không thể hòa nhập, cũng chẳng muốn hòa nhập. Tôi cứ nấn ná mãi khi đến giờ tan làm, chốt chặt mình ở trong phòng khi bữa cơm tối kết thúc. Tôi sẽ sống cam chịu cả đời như thế này sao? Cho đến ngày người đàn ông đó xuất hiện. Anh là cấp trên của tôi. Anh được tổng giám đốc điều về để quản lý bộ phận tôi đang làm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người đàn ông đó đã làm cho tôi phải bối rối. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm. Ban đầu chỉ là những câu nói xã giao thông thường. Rồi do tính chất công việc, chúng tôi phải tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Anh hơn tôi 8 tuổi, đã có gia đình và 2 con. Là hình mẫu đàn ông tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ và không bao giờ có ý định phá vỡ gia đình ấy. Trước đây, bây giờ và cả sau này cũng vậy. Chỉ đáng tiếc là số phận không sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau sớm hơn. Hải Đường, cái này là gì đây? Cái cốc anh không thấy à? Em tặng anh để mỗi lần uống nước anh sẽ nhớ đến em. Thế còn cái này? Là cái cây, nó sắp chết rồi. Em mua nó ở Đà Lạt, anh chăm nó cho em nhé. Tôi đã nói như thế vào cái ngày chúng tôi chia tay. Đơn giản là vậy. Tôi không nói gì nhiều, chỉ tặng anh một cái cây và một cái cốc dùng để uống nước. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi nhớ anh quay quắt. Có những ngày nằm cạnh chồng, tôi quay lưng đi tự ôm lấy mình và tưởng tượng đó là anh. Những kỷ niệm cứ thế ùa về. Hải Đường, anh sẽ tặng em một cuốn truyện mà anh rất thích. Chuyện gì vậy? Bí mật. Em cũng tặng anh một cuốn truyện mà em rất thích. Cuối cùng hai chúng tôi tặng nhau cuốn truyện y hệt. Một lần đến Đà Lạt công tác, chúng tôi cùng đến quán cà phê nơi đầu tiên Trịnh Công Sơn và Khánh Ly gặp nhau. Anh đặt guitar cho tôi hát, tôi cũng hát theo. Lần đó anh thuê xe máy chở tôi đi khắp nơi, mua tặng tôi những cây hoa đá nhỏ xíu. Ngồi sau xe anh, chúng tôi hát hết bài này đến bài khác. Hát chán thì tôi lại đọc thơ cho anh nghe. Anh kéo tay tôi ôm anh. Đà Lạt tháng 12 lạnh buốt, tôi lại thấy trong lòng ấm áp lạ lùng. Kỷ niệm ấy đã đeo bám tôi suốt một đời. Anh nói với tôi, anh yêu gia đình của mình, anh yêu các con anh. Anh không thể vì tình yêu này mà từ bỏ, càng không thể lợi dụng tôi. Dù anh rất rất muốn vượt qua cái ranh giới tồi tệ ấy. Anh nói có những đêm anh không thể ngủ được vì sự thèm khát tôi đã lên đến cực điểm. Anh ôm ghì lấy tôi, nhưng không đủ dũng khí để hôn môi tôi. Tôi kéo hai tay anh áp vào má tôi, níu lấy cổ anh. Hôn em đi, em xin anh đấy. Nhưng bằng một thái độ dứt khoát, anh đã đẩy tôi ra. Hải Đường, em về Hà Nội đi. Nếu không anh sẽ phạm sai lầm lớn nhất đời, không thể tha thứ cho mình. Em chẳng cần gì hết, em chỉ cần bây giờ, lúc này, mình là của nhau. Không được sao? Không, anh trả lời dứt khoát. Chúng ta sẽ phải trả giá rất nhiều cho sai lầm này. Chúng ta đã gặp nhau quá muộn. Đừng để những gì sai lầm tiếp đó làm mình phải ân hận suốt đời. Tôi bay về Hà Nội ngay đêm đó và chặn toàn bộ liên lạc của anh. Người đàn ông này lấy cớ đi công tác để gần tôi, rồi cuối cùng lại đuổi tôi về trong sự vẽ bàng. Mãi sau này khi từng trải hơn, tôi mới khâm phục lý trí của người đàn ông mà mình yêu. Sẽ thế nào nếu hôm đó chúng tôi vượt rào? Sẽ thế nào nếu như chúng tôi bước thêm một bước?
những đứa trẻ sẽ không thể có được một gia đình trọn vẹn. Vợ anh và chồng tôi đều là hai người không có lỗi. Họ sẽ cảm thấy thế nào? So với anh, lúc nào tôi cũng nông nổi và bất cần. Sau lần đi Đà Lạt ấy, tôi đã cố gắng né tránh gặp anh. Tôi mơ hồ thấy anh cũng vậy. Nhìn anh già hẳn đi, đụng mặt nhau hàng ngày. Tôi cố gắng giữ thái độ xã giao để mọi người không nghi ngờ gì. Tôi hoàn toàn không còn để ý đến chồng mình nữa. Lúc nào cũng như người mất hồn. Đến một ngày không thể chịu đựng được nữa, anh hẹn gặp tôi và nói, mình hãy từ bỏ tất cả. Anh không thể chịu nổi thêm được nữa. Hải Đường, anh cần có em ở trong đời. Còn gia đình, sự nghiệp của anh? Tôi hỏi, không cần gì nữa hết. Hải Đường, anh yêu em. Chúng tôi chỉ mất 3 ngày để lên kế hoạch. Vốn đều có tính cách nghệ sĩ, chúng tôi viết một bức thư để lại, mua vé máy bay và xin nghỉ không lương. Đó là những ngày đẹp nhất và day dứt nhất trong cuộc đời của tôi. Chúng tôi cắt toàn bộ liên lạc trong suốt một tuần. Sống hết mình cho tình yêu, vội vã cuống quýt như thể chỉ còn ngày mai để sống. Anh đón tôi ở sân bay, kéo vali cho tôi. Chúng tôi cùng đi làm thủ tục. Tim tôi đập thình thịch khi máy bay lăn trên đường băng. Cảm giác hồi hộp vẫn chưa dứt. Tôi cảm thấy lo lắng, bối rối đến mức liên tục buồn nôn. Anh nắm tay để trấn an tôi. Nhưng tôi có thể thấy anh đang có cảm giác tương tư. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Sài Gòn. Sau đó đi tàu vào Mũi Né. Giờ nghĩ lại cũng không biết động lực gì khiến chúng tôi điên rồ đến thế. Không cần biết, không cần quan tâm. Cứ như hai con thú hoang sống bằng bản năng vậy. Vừa bước chân vào khách sạn, anh đã lao vào tôi. Cuống quýt hôn lên môi tôi. Như thể sự nhớ nhung đã lên đến đỉnh điểm. Rồi anh bế thốc tôi lên giường, hôn khắp người tôi. Trong tích tắc khi cơn đê mê ập đến, tôi còn lờ mờ nhận thức rằng tôi đã có gia đình và anh cũng vậy. Anh nói với tôi, mọi thứ của em đều hòa hợp với anh. Cơ thể em, môi em, những ngón tay của em, mọi thứ. Anh yêu em vô cùng. Nằm ôm nhau mãi quên cả cái đói. Chúng tôi mong thời gian ngừng trôi. Trên chuyến tàu đi Mũi Né, nỗi buồn và sự ân hận bắt đầu tăng lên. Tôi vừa sợ khoảnh khắc bên anh tan biến đi. Giống hàng trăm giấc mơ tôi đã trải qua, tôi lại vừa sợ cái thực tại đang đợi chúng tôi ở nhà. Con tôi đang làm gì? Chồng tôi sẽ ra sao? Cha mẹ tôi nữa? Họ đang cuống cuồng tìm tôi sau khi đọc được bức thư của tôi không? Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi lớn dần lên. Rồi tôi lại tự lừa gạt lương tâm mình rằng đời chỉ sống một lần. Nếu tôi không đi theo tiếng gọi của trái tim, e rằng sau này sẽ hối tiếc. Đêm thứ hai ở Mũi Né cũng rất tuyệt vời. Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Anh mua một cái đàn guitar, đàn cho tôi hát. Tôi tựa vào vai anh. Khoảnh khắc chậm chậm trôi đi, đẹp như một bộ phim ngôn tình. Chúng tôi làm tình bất cứ khi nào có thể. Anh lúc nào cũng ghì lấy tôi. Còn tôi thì cuốn chặt, lấy toàn bộ cơ thể anh. Vì tôi sợ, rất sợ, ngày mai. Đêm thứ ba tôi giật mình tỉnh giấc, không thấy anh đâu. Tôi hoảng hốt, bật dậy đi tìm, thì thấy anh đang ngồi một mình nhìn ra biển đêm. Tôi có thể thấy được nét ưu tư, đau khổ của anh. Đêm thứ tư, anh chằn chọc không ngủ được. Tôi thấy anh ngắm ảnh hai con trong điện thoại. Khi nghĩ là tôi đã ngủ say. Tôi đã khóc rất nhiều vào ngày thứ năm và thứ sáu. Những cuộc cãi vã bắt đầu nổ ra. Rồi luôn kết thúc bằng việc anh ôm tôi. Chúng tôi làm tình, rồi cùng khóc. Đến ngày thứ bảy, anh bật máy lên. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ, không đếm nổi tin nhắn. Nhưng có một tin làm anh và tôi đều rụng rời. Về đi, cây thanh ung thư vú bắt đầu di căn rồi. Chúng tôi âu yếm nhau lần cuối cùng vào chiều ngày hôm đó, trước khi đi chuyến bay sớm nhất về Hà Nội. Lần gần gũi sau cùng này đã để lại trong tôi một dư âm cay đắng, kỳ lạ. Tôi không thể nào có cảm xúc mãnh liệt. Tôi nghĩ anh cũng thế. Anh khóc và liên tục nói xin lỗi tôi. Tôi cũng khóc. Trở về nhà tôi chỉ biết ôm con khóc. Chồng tôi thở dài không nói gì. Mẹ chồng tôi buông lời chỉ trích. Những ngày này nước mắt cay đắng cho đủ cả một đời. Rồi tôi xin nghỉ việc. Anh hẹn tôi ở quán cà phê. Nhìn anh già đi trông thấy. Tôi tặng anh một cái cốc uống trà và một cái cây tôi đã mua ở Đà Lạt lần đi trước đó. Nhờ anh chăm sóc hộ. Chúng tôi cười buồn, nói vài câu xã giao rồi ra về. Tôi nghĩ mình đã chết từ ngày hôm đó. Sau biến cố này, vợ chồng tôi ra ở riêng.
để tránh sự va chạm giữa tôi và gia đình chồng. 2 năm sau, tôi quyết định mang bầu lần thứ 2. Vào ngày tôi siêu âm và biết thai đã vào tử cung, cũng là ngày tôi nhận được tin vợ anh qua đời. Anh cũng không hề liên lạc gì với tôi. Nhưng từ ngày hôm đó, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy anh. Tôi thấy anh buồn, mệt mỏi, nói rằng anh rất nhớ tôi. Đêm nào cũng vậy, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của anh lại hiện ra. Những ký ức trầm trọng quay về. Tôi rơi vào trầm cảm và sảy thai sau đó không lâu. Tôi hoàn toàn trống rỗng. Những lời đay nghiến chỉ trích của mẹ chồng chẳng còn tác động gì đến tôi nữa. Tôi không khóc, luôn hướng ánh nhìn vô hồn ra xung quanh. Nửa năm sau, tôi phải nghỉ làm về quê tĩnh dưỡng theo lời đề nghị của chồng và cuối cùng là bước vào quá trình điều trị tâm lý kéo dài. Chị đẹp, đẹp lắm và cực kỳ hiểu biết. Đến mức tôi kinh ngạc, giọng chị trầm ấm, đau buồn. Chỉ sáng lên những âm sắc tươi đẹp khi nhắc đến người tình. Bạn tâm giao, kẻ đồng điệu về tâm hồn với chị. Mỗi khi quát trinh cho chị, sự hoang mang lại tràn ngập trong lòng tôi. Tôi luôn luôn tự hỏi, liệu rằng có thể gặp và yêu một nửa ghép hoàn hảo của đời mình, nhưng muộn màng có phải là điều bất hạnh? Một sự tra tấn tàn khốc nhất về mặt tâm hồn hay không? Hay thực ra đó cũng là một điều rất tuyệt vời mà có người từng nói với tôi, giá như trên đời có cơ hội gặp một nửa của đời mình, tri kỷ của đời mình, dù cho không thể đến được với nhau cũng vẫn là một ký ức đẹp, như một dấu ấn, như một cao trào trong cuốn tiểu thuyết tình cảm. Tôi không biết, duy chỉ có một điều tôi chắc chắn trong câu chuyện này, ai cũng đau khổ, ai cũng là nạn nhân. Người vợ tội nghiệp kia chắc chắn khi biết mình bị ung thư trong lúc chồng bỏ đi với người tình, không thể nào liên lạc được. Dù người chồng đã trở về, hẳn là chị ấy cũng không thể nào tha thứ, sẽ mang nỗi đau khổ tận cùng xuống dưới suối vàng. Còn người đàn ông thì sao? Chắc hẳn anh ta sẽ sống trong sự dày vò dằn vặt suốt đời. Kể ra câu chuyện này, tôi biết rất nhiều người sẽ ném đá nhân vật chính. Nhưng giá mà các bạn nhìn thấy Hải Đường khi chị ấy đến tìm gặp tôi, giá mà các bạn có thể biết chị ấy đã phải vật lộn như thế nào để vượt qua sự tuyệt vọng. Chúng ta đang sống, trân trọng từng ngày, từng giờ có mặt trên đời. Nhưng có những người cuộc sống với họ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Họ sống như là đã chết, hoàn toàn không có bất kỳ một hy vọng, một niềm vui nào. Trải qua quá trình chữa trị dài ngày, tôi mới thấy nét mặt chị Hải Đường bình an hơn một chút, thanh thản hơn một chút. Nhưng niềm vui sống có lẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Cuộc đời này là gì? Tình yêu và hạnh phúc, gia đình có thực sự bền chặt? Đó là một câu hỏi dường như dài vô tận. Buổi đọc sách của chúng ta hôm nay dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong buổi tối ngày mai.